ýi thiên ngày một trăm hai mươi cho nên cũng đã quen từ lâu rồi nguyên văn là cho nên cũng sớm đã quen rồi hãy nghe và nhắc lại số ý giáo chiều chí quản lỡ số ý ý giáo chiều 习惯了，所以也早就习惯了，所以也早就习惯了。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dĩ là có thể 呀，当然可以呀、啊。

bây giờ thêm wechat đi Hiện dài cha WeChat xiển không được sao có thể để bạn mời khách được để mình bồi xíu sao có thể rằng ní chính cửa ủa lái thực đơn của tiệm chúng tôi

oà rên đỏ khẩn búa sủa còn rất no khái khấn bảo lời hại như vậy à giỏi như vậy à rửa mấy lì khải trước tiên đem tiếng việt học tốt rồi hãy nói 先把越南语学好了再说。ngại quá，xin lỗi，不好意思。có khả năng sáu giờ hơn，可能六点多，sẽ về đúng giờ mà。谁 会准时回去的，宁妈。可是，好心学生，练得说英语，练习讲中文。 Từ lúc vừa bắt đầu đã học như vậy rồi. Sống y khai sửa châu trên hàng xứ lạ. Sớm đã quen rồi. Dạo châu xí quản lạ.